Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với YouTube Baby Kubo Home của mẹ bầu Bao Ngầu đây. Mấy ngày hôm nay nghỉ dịch ở nhà, cả nhà có cái chuyện gì vui vui hay hay kể cho mẹ bầu nghe với. Nhưng mà ở nhà chán quá đi, không có gì làm. Ngày hôm nay lên mạng thì phát hiện ra được một cái môn nghệ thuật mới, đó chính là vẽ tranh bằng thanh khác. Thế là cắm đầu vào làm, biết bao nhiêu là mẫu, rất là dễ để sống ảo luôn. Nhưng mà rồi quay phim lại đăng TikTok với YouTube thì cũng vậy thôi, không có giúp ích gì được. Nhưng mà bỗng nhiên nha, phát hiện ra được một thứ rất là có ích. Ồ, đây là một cuộc thi nấu ăn dựa theo chủ đề của từng tuần và được FPT tổ chức. Cách thức tham gia rất là đơn giản luôn. Chủ đề của kỳ này chính là làm món khai vị. Để coi thử coi trong tủ lạnh có cái gì để còn có thể làm món khai vị được không ta. Trong tủ lạnh mùa dịch Covid này thì lúc nào cũng có sẵn thực phẩm dự trữ hết trơn, đặc biệt là trái cây. Có một trái dưa hấu nè, có một ít sữa chua úp ngược. Mấy hôm nữa mẹ bầu sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món này nha. Một tí xíu lê ngâm còn lại từ sau những cái đợt chế biến khác, và quan trọng nhất đó chính là yến mạch. Tuy nhiên thì chưa nghĩ ra để cái gì làm chung với yến mạch hết trơn. Không sao, đã có sự trợ giúp của chị Google với rất là nhiều công thức thông thái. Đầu tiên là dưa hấu. Sẵn tiện quay lại thì chỉ cho mọi người cách làm chung với lại yến mạch, trái cây, sữa chua luôn nha. Mình sẽ tắm táp cho em này sạch sẽ một chút xíu, sau đó lăn nó lên thớt. Nghĩ rằng nó nhẹ nhưng không hề nhẹ tí nào. Vừa cắt ra một cái mà nó lăn vô trong cái chân máy mà tưởng là rớt luôn rồi đó cả nhà. Sau đó là mình sẽ cắt thành hình ô vuông nhỏ nhỏ như vậy nè. Thứ nhất là để cho dễ ăn, thứ hai cho đỡ chúng ta dễ lọc hộp để lát nữa không có bị lần cận. Cho vào trong một cái tô. Còn đây là lê ngâm. Lê ngâm thì mình cũng sắc ra thành những cái hạt lựu, nhưng mà hạt lựu này khá là to. Chuối thì mình sắc lát, để lát nữa có thể dễ trang trí mà cũng đỡ phải suy nghĩ coi là hình thù gì. Đây là yến mạch. Yến mạch này là yến mạch nguyên chất, cho nên chúng ta phải xào chung với lại một chút xíu mật ong trước đã, cho cái yến mạch nó nở ra. Thường thường thì nếu mà mình nấu với lại sữa tươi hoặc là mình nấu thành cháo thì mình phải đun với lại sữa tươi nè, hoặc là đun với nước để cho nó nở ra nha cả nhà, không có ăn trực tiếp được. Tiếp theo là cho em sữa chua này vào. Sữa chua úp ngược cho nên đang rất là dẻo rồi đây. Cứ một lớp yến mạch nhá, là mình cho thêm một lớp sữa chua, một lớp yến mạch, một lớp sữa chua, tùy theo cái nhu cầu ăn nhiều hay ăn ít. Và rải một lớp cuối cùng là lớp yến mạch lên bên trên. Tiếp theo chúng ta sẽ cho những cái em trái cây umbala xì bùa có mặt ngay. Có các loại trái cây cũng khá là nhiều màu sắc, nói vậy thôi. Chứ thật ra là nếu mà mua được nhiều trái cây đa dạng hơn như là táo nè, rồi kết hợp chung với lại cả blueberry, raspberry, các cái loại Việt Quốc á, thì sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, sẵn có cái gì trong tủ lạnh thì mình xài cái đó. Cây nhà lá vườn là được rồi đúng không nè. Cuối cùng là mình rưới một tẹo mật ong lên, chỉ để cho nó có thêm vị để chúng ta ăn được dễ dàng hơn thôi. Chứ thật ra là một số cái món ở đây kết hợp với mật ong thì cũng dễ làm cho chúng ta bị đầy bụng đấy. Và đây là phần của tên em bé, ít đi một chút xíu nhưng mà nhìn thật là đẹp. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ có là quay phim lại và đăng tất cả những bước này lên trên TikTok. Sau đó tham gia cuộc thi Nấu Gì Hôm Nay được tổ chức bởi truyền hình FPT. Cái link của cuộc thi thì đã được hiện ở trên màn hình rồi, với các cơ cấu giải thưởng rất là hấp dẫn. Cả nhà nhớ tham gia nhé. Chúc cả nhà thành công. Và trong tuần này, cái chủ đề của chúng ta rất là đơn giản luôn, đó là món khai vị. Cả nhà nếu có một cái ý tưởng nào đó hoặc tìm thấy các ý tưởng đó trên mạng và muốn áp dụng vào thì hãy lấy điện thoại quay ngay TikTok theo chủ đề là món khai vị để tham dự cuộc thi này nhé. Sau đó chúng ta hãy đăng tải video thực hiện lên trên trang TikTok cá nhân. Mà nhớ lưu ý nha, phải để ở chế độ công khai, sau đó gửi đường link về cho chương trình hoặc là inbox cho truyền hình FPT và chúng ta đã có thể hợp lệ tham dự cái cuộc thi này rồi. Mong là cả nhà sẽ tham gia và đạt được nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé. Nghỉ dịch ở nhà chán quá, chỉ có quanh quẩn với bếp và nấu ăn rồi quay phim, bây giờ phải làm cái gì ý nghĩa hơn ta? Tự nhiên thấy cái cuộc thi này hay hay, mỗi tuần sẽ có một chủ đề mình chỉ cần nấu theo rồi quay TikTok lại. Chủ đề hôm nay là món khai vị và salad lục nát cái tủ lạnh có còn cái gì không nè. Lúc nào cũng có sẵn trái cây và tìm ra ngay một bịch yến mạch. Cách làm hả? Lo gì, vô hỏi chị Google. Mấy cái món mà không đun nấu thì nhớ ngay đến em dưa hấu tắm táp cho nó bớt xấu. Rồi bây giờ là lăn em nó lên thớt, không nghĩ là nó nặng như giày muốn rớt luôn cái chân máy quay. Cắt lát rồi thái hình ô vuông, đừng có nhỏ quá không thôi thì nó nát. Lê ngâm thì sắc nhỏ, còn chuối thì lột vỏ sắc lát. Bật bếp lên làm nóng chảo cho yến mạch vào, đảo 1-2 phút cho nó thơm. Rồi cho mật ong vào. Tiếp theo là da ua, tự làm hay đi mua thì đều tốt cho hệ tiêu hóa. Lót ở bên dưới một lớp yến mạch, cho sữa chua lên trên rồi một lớp yến mạch nữa. Triệu hồi những em trái cây umbala có ngay. Phủ lên bên trên mỗi loại quả là mỗi góc. Ủa mà cái ly hình tròn làm gì có góc? Ý là trình bày từng phần nhìn cho nó hay hay. Rưới thêm mật ong nữa là xong ngay. Còn phần riêng này là cho tên siêu quậy. Quá nhiều màu sắc bắt mắt quá ta, lấy điện thoại quay lại liền để đăng TikTok. Mà đăng chơi thôi thì nó làm gì? Hãy lên ngay website của truyền hình FPT để tham gia cuộc thi Nấu Gì Hôm Nay. Hãy cùng sáng tạo những món ăn khai vị giống như mẹ bầu nãy giờ và đăng lên TikTok cũng như là theo dõi thể lệ trên website nha.